Đảo Quái Thú, một trạm diệt quái thú. Truy cập ngay play.2game.vn. Có lẽ từ tối qua đến giờ, cụm từ trà xanh đã khiến không ít người tò mò vì mật độ xuất hiện dày đặc của nó trên khắp các mạng xã hội. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đi giải mã qua số StreamVip 41 nhé. Xoài Non, Linh Ngọc Đàm hé lộ trà xanh giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng. Nữ streamer bịt mắt phản cảm. Linh Ngọc Đàm, Xoài Non hé lộ trà xanh xen vào chuyện tình Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng. Vào tối ngày 20 tháng 1, khắp các diễn đàn mạng bất ngờ lan truyền nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã đường ai nấy đi do có người thứ ba. Cụ thể, Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng tải story một chiếc bánh kem với nội dung trên bánh là Be Happy Sister, hãy vui lên nhớ chị ơi. Nữ ca sĩ đã chụp hình bánh kem và gửi lời đến Xoài Non, Linh Ngọc Đàm và Maru Unify khi đã ở bên cạnh mình lúc này. Có vẻ như xem đến đây mọi người đều thấy Thiều Bảo Trâm đang gặp một chuyện buồn nào đấy. Tuy nhiên đáng nói hơn, cho đến khi Xoài Non, vợ streamer Semesis chụp lại story của người chị và đăng tải kèm lời chú thích: nhân quả sẽ đến sớm thôi, trà xanh. Cả Linh Ngọc Đàm cũng đăng lại với chú thích: nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn. Câu chú thích ngắn gọn nhưng lại chiếm spotlight hoàn toàn và lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Ngay lập tức, cụm từ trà xanh đã gây bão cộng đồng và trở nên cực kỳ viral. Thế nhưng trước khi hóng hớt xa hơn, có lẽ nhiều người hiện tại vẫn đang ngơ ngác trước khái niệm trà xanh. Trà xanh rốt cuộc là gì mà lại có khả năng làm toang cả một mối quan hệ đã mấy năm trời và làm người ngoài phải bất bình đến thế? Hiểu nôm na thì trà xanh chính là những cô nàng ở ngoài thì có vẻ thanh thuần, ngây thơ, nhưng thực chất bên trong chứa đầy tâm tư đen tối, xấu xa, luôn thích lân la tiếp cận các đối tượng chậu đã có bông. Họ giống như trà xanh trước và sau khi uống vào vậy. Tóm lại, hơn cả Tuesday, trà xanh mới là thể loại con gái mà các cặp đôi cần hết sức cẩn thận. Bên cạnh đấy, trà xanh được coi là phiên bản cấp cao của Tuesday. Họ tinh tế hơn, sâu sắc hơn, mưu mô hơn, thấu hiểu lòng người hơn. Trà xanh sẽ không bao giờ đốp chát với chính cung, thay vào đấy sẽ dùng lời nói và hành động dần dần bêu xấu hình tượng người yêu trong mắt bạn trai. Một trong những chiêu trò quen thuộc nhất của trà xanh chính là giả vờ yếu đuối, nghĩa là làm con trai nghĩ rằng cô ấy thật đáng thương, là người một chiếc lá rơi cũng có thể khóc. Người ta nhận ra những mối quan hệ có trà xanh xen vào có tốc độ rạn nứt cực kỳ nhanh. Nếu bạn trai của bạn chả may dây vào thể loại con gái thế này thì sẽ rất khó để bạn có thể níu kéo. Việc này khó khăn như thể bạn cố gắng gọi một người đang giả vờ ngủ tỉnh dậy vậy, vì người ta sẽ chả nghe đâu, người ta không hiểu, trái lại còn mắng bạn nhỏ nhen, vu oan cho người tốt nữa cơ. Ngay lập tức, các diễn đàn mạng đang réo gọi tên Hải Tú, nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại và là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng. Lý do là vào buổi sáng cùng ngày, Hải Tú bất ngờ bị soi diện áo đôi với chủ tịch. Trước đấy, Thiều Bảo Trâm cũng có động thái khẳng định chủ quyền khi tung ảnh đội mũ len đôi với bạn trai tin đồn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Thiều Bảo Trâm liên tục có chia sẻ, ngầm ẩn ý chuyện tình đã tan vỡ. Đồng thời, Thiều Bảo Trâm đã bỏ theo dõi Sơn Tùng MTP trên Instagram. Nhiều năm qua, từ khi có tin đồn yêu đương, đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ làm như vậy. Hiện tại, dân tình đang chờ đợi người trong cuộc lên tiếng để làm rõ thực hư. Tộc trưởng Độ Mixi khiến fan mừng thầm khi trả lời câu hỏi stream đến bao giờ. Nếu là fan cứng của tộc trưởng, ai cũng biết anh là gương mặt hot nhất trên nền tảng Nimo TV nói riêng và Việt Nam nói chung. Độ Mixi gây ấn tượng sâu sắc với người xem bởi phong cách nói chuyện tự nhiên, hài hước, vô cùng gần gũi. Bên cạnh đấy, dân tình còn hết sức thích thú với những phát ngôn đậm chất trải đời của anh. Ngoài ra, nếu thường xuyên theo dõi các buổi phát sóng trực tiếp của anh trên Nimo TV thì bạn sẽ thấy một Độ Mixi rất khác. Không chỉ livestream game mà tộc trưởng họ Phùng còn tư vấn tình cảm hay làm chuyên viên tâm lý cho fan. Bằng những lời khuyên chân thành, sâu sắc, anh đã giúp người xem nhìn nhận lại mọi vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy, nam streamer đã níu giữ được trái tim khán giả ở lại với mình. Trân trọng tình cảm của fan, mới đây Độ Mixi đã gửi lời chúc Tết sớm đến những người ủng hộ mình. Đây cũng là năm thứ tư tộc trưởng dành clip chúc Tết cho riêng cộng đồng người xem của Nimo TV. Trong clip, anh chia sẻ: mỗi năm mình làm clip chúc Tết như thế này là mình và các bạn lại già đi một tuổi rồi đấy. Nhanh dã man, đâu đấy cũng là 4 năm clip rồi. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã cùng mình đồng hành những buổi stream vui buồn. Hy vọng trong nhiều năm tới, mình vẫn được đồng hành cùng các bạn, được các bạn ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đồng hành cùng Mixi Gaming, Refund Gaming, gia đình mình và Nimo TV.
Hy vọng các bạn có cái Tết vui vẻ, ấm áp, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các bạn trong năm 2021. Cứ mỗi năm mà mình làm một clip chúc Tết như thế này là mình với cả các bạn là lại già đi thêm một tuổi rồi đấy. Nhanh dã man ấy, thì trước đến nay cũng làm được đâu đấy khoảng 4 năm clip rồi. Cũng là cái quãng thời gian mà chúng ta đồng hành cùng với nhau trong những phút giây cảm xúc khi mà stream, khi mà chơi game, khi mà có những cái câu chuyện cười hay có những câu chuyện buồn. Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là trong nhiều năm tới nữa vẫn được đồng hành với cả các bạn, vẫn được các bạn ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với MC Gaming, cùng với Fun Gaming, cùng với gia đình mình và cùng Nimo TV. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, thật là ấm áp, thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe. Và tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các bạn trong năm 2021. Kết thúc video, Domisi hé lộ khéo về dự định làm nghề. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài, gặp lại nhau lâu, gặp lại nhau mấy chục năm nữa. Chia sẻ này của anh khiến người hâm mộ vui mừng, phấn khích khi tộc trưởng đã trả lời cho câu hỏi stream đến bao giờ mà fan thắc mắc bấy lâu. Vậy là con em vẫn được xem stream Bắc Độ rồi. Sẽ còn gặp lại nhau dài, còn gặp lại nhau lâu, gặp lại nhau mấy chục năm nữa cơ các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn Tết vui vẻ. Bye bye. Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang năm mới 2021 với rất nhiều dự định, hoài bão và XTV Network bọn mình cũng vậy. Để chuẩn bị cho những điều lớn lao, hoành tráng trong năm 2021 này, bọn mình đã chính thức ra mắt kênh mới mang tên XTV Esports, hứa hẹn mang đến cho các bạn rất nhiều điều bất ngờ đấy nha. Rất mong các bạn bỏ vài giây để ấn đăng ký kênh XTV Esports. Link đăng ký bọn mình sẽ để phần mô tả của clip. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian vừa qua. Nữ streamer tự xích cổ, bịt mắt rồi nhảy cực kỳ phản cảm trên sóng. Dường như theo thời gian, với sự phát triển của ngành công nghiệp phát sóng trực tuyến, các nữ streamer đang có xu hướng chạy theo các nội dung mang tính chất 18 cộng khá nhiều thì phải. Kể ra thì cũng chả quá khó hiểu khi mà đây là những tuyến nội dung không cần đầu tư quá nhiều về nội dung, ý tưởng nhưng điều kiện là thân hình hoàn hảo cũng như khả năng phô diễn các đường cong cơ thể qua những động tác, vũ đạo gợi cảm. Nói thì nói vậy nhưng rủi ro đương nhiên là cũng có, đặc biệt là với các án phạt từ phía nền tảng, điển hình như trường hợp mới nhất của cô nàng Park Hak dưới đây. Thực tế cô nàng này cũng không phải là một cái tên quá xa lạ với cộng đồng mạng. Vốn dĩ Park Hak từng vô cùng nổi tiếng trên Africa TV, nhưng cô nàng cũng chỉ xuất hiện được một thời gian trước khi bị dừng kênh vĩnh viễn. Lý do thì quá quen rồi. Khi làm gì có nền tảng nào chịu được việc cô nàng streamer liên tục lên sóng rồi kích thích người xem bằng những động tác vũ đạo siêu gợi cảm như trong các club hoặc chỉ tồn tại trong những bộ phim gắn mác người lớn vậy. Tuy nhiên sự nghiệp của cô nàng streamer này thì vẫn cứ tiếp tục. Không phát sóng được trên Africa TV, Park Hak chuyển sang nền tảng khác, đó chính là Twitch, với hy vọng những yêu cầu kiểm định sẽ đỡ khắt khe hơn. Bên cạnh đấy, cô cũng rất cẩn thận gắn mác 18 cộng vào kênh của mình, đồng thời có khuyến cáo độ tuổi theo dõi. Nhưng dường như chừng đấy vẫn là chưa đủ, bằng chứng là mới đây thôi, nàng streamer lại tiếp tục gặp rắc rối và lại thêm án phạt cấm kênh nữa sau màn biểu diễn như trong các bộ phim 18 cộng. Cụ thể lần này, nàng streamer xuất hiện trong một tạo hình khá kỳ lạ với chiếc áo xuyên thấu gần như thấy rõ cả màu nội y bên trong, cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn, khoe đôi chân dài và quần tất siêu gợi cảm. Điều này xét cho cùng cũng khá bình thường. Thế nhưng những hành động sau đấy của Park Hak mới đáng lên án. Chẳng những tự xích cổ mình bằng một sợi dây, cô nàng sau đấy còn chuẩn bị luôn một tấm vải đen để tự bịt mắt. Và rồi với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, Park Hak liên tục thực hiện những màn vũ đạo không thể sexy hơn. Thực tế những động tác như vậy cũng là một phần lý do khiến cô nàng bị cấm kênh. Trước đấy kịch bản này cũng từng tái hiện một lần trên Africa TV và nhận về vô số những chỉ trích, ném đá mạnh mẽ. Hiện tại kênh của cô đã bị tạm ngưng và nhiều người thậm chí còn lo ngại với việc sưu tập được quá nhiều án phạt liên tục, có khả năng Park Hak sẽ thêm lần rơi vào cảnh bị cấm kênh vĩnh viễn. Linh Ngọc Đàm gọi người yêu cũ cứu nét và cái kết đắng. Tết Nguyên Đán đang đến gần, việc dẫn người yêu về ra mắt họ hàng vô hình là áp lực cho nhiều người đang ở độ tuổi lập gia đình. Dù mới chỉ 24 tuổi, song Linh Ngọc Đàm đã phần nào cảm nhận được deadline có bồ trước Tết mà bố mẹ người thân dí cho. Trên sóng livestream gần đây, cô nàng không ngừng than thở. Làm thế nào để có bồ? Nữ streamer còn chú thích thêm, có bồ trong 10 ngày Tết cũng được, cốt để về nhà chào hỏi ông bà bố mẹ, nói vài câu như cháu hứa chăm sóc cho Linh trọn đời, hay cháu là chủ tịch công ty này, lương một tháng vài tỷ. Nếu không có quần áo đẹp, tôi bơm cho. Được nữa. Đàm tổng thẳng thắn. Bồ tầm 10 ngày Tết là mình dẫn về kiểu chào hỏi ông bà bố mẹ này kia,
ừ cháu sẽ hứa chăm sóc cho Linh trọn đời hay cái quần què gì đấy. Ừ, cháu là chủ tịch công ty A, công ty B, lương tháng cháu mấy tỷ đấy, kiểu chém gió thế cũng được. Xong rồi có gì mà không có quần áo đẹp các thứ thì tôi bơm cho. Cô nàng cho biết vì thời gian này bố mẹ không còn vui tính như xưa, hễ cứ gặp con gái là hỏi chuyện, thậm chí là mắng và hối thúc về vấn đề hẹn hò, có bồ, làm đám cưới. Trong lúc rối trí và khó xử, Linh Ngọc Đàm gọi điện tới cho Bụt, Duy Nhỏ, người yêu cũ của cô và giải bày. Tôi cô đơn quá. Trái ngược với những gì mà người hâm mộ tưởng tượng, bạn trai cũ của cô đã có pha xử lý khiến người xem stream nuối tiếc. Liên tiếp là những câu nói gây nhức nhối. Vậy thì làm bạn với cô đơn đi. Tôi đang cảm thấy rất cô đơn. Cô đơn à? Ừ. Làm bạn với cô đơn đi. Có gì tôi đang tuyển tìm bạn trai cho. Trong bối cảnh cả hai vẫn được người hâm mộ ủng hộ, đẩy thuyền để nối lại tình xưa nghĩa cũ, thậm chí còn có nhiều cơ hội 10-10 để lấy lòng Linh Ngọc Đàm. Thế nhưng Bụt vẫn nhất quyết không chịu tranh thủ thể hiện tình cảm. Dù là thật hay đùa nhưng phản ứng của bạn trai cũ đã khiến Đàm tổng phát cáu, lập tức tắt máy, chặn cuộc gọi đến từ người này. Tết này có bạn trai dẫn về nhà ra mắt bố mẹ đủ đôi. Để mai đang tìm bạn trai cho nhé. Cũng được. Rồi để mai đang tìm cho. Trời tưởng gì khó dễ. Để đăng bây giờ đăng luôn nè. Đây các bạn ơi, chặn người gọi này. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé.